Thưa quý vị, trong quý 1 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và thông tin đối ngoại tỉnh, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong 3 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng, hướng dẫn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch trên mạng Internet toàn tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp quản lý và điều hành, tiếp tục đăng tải, chia sẻ bài viết tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền thông tin đối ngoại, gương người tốt, việc tốt được hơn 49.000 tin bài, video clip trên các diễn đàn tuyên truyền trên mạng xã hội từ tỉnh đến xã phường thị trấn. Tiếp tục tổ chức tăng cường kết nối lực lượng trong toàn quốc để gỡ bỏ, xóa tin bài, video clip, livestream của các tài khoản Facebook trong và ngoài nước, phát tán các thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá Đảng và nhà nước, xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.